bữa nay gia đình đi ăn buffet tiệm Nhật nha. Thùng Linh chắc đói bụng dữ hả? Chưa đói mà sáng giờ chưa có ăn, mấy ăn có canh chân gà. Trời đất ơi. Thời đói đói rồi chung đói rồi mấy. Con robot nó dẫn mình vô nè. Can I try a little bit? Sure. Thank you. Kêu học sinh này là cái dạng I think that's good enough. Yeah, thank you. Order nhiều quá. Ai order cơm nhưng mình không order cơm. Nào, cái này ngon nè. Ngon quá. Cái này là cà ri xanh. Chị Bảy ăn đi vậy? Quá trời nó ra vậy thôi ăn. Ông Bảy ăn hết không có hết là bắt ở ông ở lại đó. Này cà ri đỏ. Món này là của mình. Cua luộc, đó là cua chiên. Đó đồ ăn ra nữa rồi đó. Trời ơi, mình order quá trời. Bây giờ là những cái gương mặt bại trận à. Nó là mực cái ốc tập bút. Bỏ nó đấy, ăn mực ăn nó đi, khai bắt đầu á. Ăn này tối chắc hai vợ chồng này nó núp bên đó bởi nó không ăn gì hết trơn nè. Ăn khó chị ăn mà chị nghe dĩa này em ăn cái này. Trời ơi, này nãy giờ mình chán chưa lắm. Đưa cho ông Bảy một con cá xe mạnh đi. Cán. Cá xe mạnh. Bán đậu không có cá đậu đi. Những cái thành phần no sôi chán chè. Chắc này mặt người nào người nấy lắm la lắm lép mà nè. Kiếm đường cà. Kiếm đường tẩu thoát hả? Sao bữa nay ăn thấy ngon không? Ăn ngon. Chị Bảy tiệm này ăn được không vậy? Được, cá tươi, ngon.
phép. Chủ sĩ tính tiền sao núp lúc có chồng vậy chủ sĩ? Chủ sĩ chiên cho mình. Chiên cho mày hả? Chiên mày, xong chưa? Xong rồi. Xong đó đợi, okay. Luôn hả?